Xin chào quý vị khán giả. Anh Hờ xin làm một cái video nói về cái cây bồ đề đang trồng ở trên đất vườn của nhà thầy. Thì tình hình thì em cũng có nhận được mấy cái lời đóng góp, là có người thì cho rằng là trồng cái cây bồ đề á là cái thứ nhất đó. Đây thì em cũng sẽ cho quý vị nghe những cái đóng góp ý kiến. Có người thì cho rằng, quý vị ha, quý vị nghe cái lời đóng góp ý kiến này nha quý vị. Mấy người này thật vô ý thức để thể hiện lòng tham, cứ nghĩ rằng làm như thế là có phước lộc, mà biết rằng muốn có phước lộc phải tu tâm, giữ giới và làm nhiều điều thiện lành, chứ không phải đưa cây bồ đề to chà bá vào đất của người ta mà trồng, rồi phá hết đất canh tác của họ mà không mang lại giá trị kinh tế cho gia đình. Đã trồng tới 5-6 cây rồi mà mấy người vô ý thức này lại còn trồng thêm nữa. Sao không đem về nhà mình mà trồng đi, lại trồng trên đất của em thầy thế? Đừng thấy gia đình họ hiền lành mà muốn làm gì thì làm nhé, không được nhé. Đó. Thì cũng có một cái ý kiến ngược chiều lại, là đây là em đang nói về cái ý kiến của một vị khán giả, là cho rằng là trồng nhiều cây bồ đề là sẽ chiếm diện tích đất đai ở gia đình canh tác gia đình của thầy. Thì người ta cho rằng là những cái người phát tâm mang cây bồ đề đến đó trồng là coi như một sự phá hoại, cũng như là coi như thấy gia đình nhà thầy hiền lành, muốn làm gì thì làm. Người ta đang có một cái suy nghĩ, đó là coi như là cái người mang đến cây bồ đề á, là cái người đó là coi như vô ý thức. Thì em cũng có ý kiến đóng góp, là theo như cái lời chia sẻ của cái vị khán giả này á, thì em thấy thì nó cũng hơi nặng lời quý vị ạ, cũng hơi nặng lời. Chứ thật ra mà nói thì cái người mà phát tâm người ta mang cái cây bồ đề đến nó trồng thì người ta cũng gọi là người ta cũng phải đi mua chứ cả nhà. Có những người thì người ta có, nhưng mà có những người người ta phải đi mua. Nhưng mà em nghĩ rằng đi, ví dụ có thì ít lắm, mà đi mua là nhiều. Tại vì cái bồ đề lớn không phải dễ gì, không phải dễ gì có. Mà ví dụ nhà người ta có thì người ta cũng để cho mát, chứ cũng dễ gì mà người ta bứng cái cây người ta mang đi. Đúng cả nhà. Do là quá yêu mến thầy và quá tôn trọng thầy. À, tôn trọng thầy đến mức độ mà người ta cũng không còn cách nào, người ta chỉ nghĩ đem lại cái bóng mát cho cái vườn cây nhà thầy thôi, để sau này thầy về đó thì thầy đi tới đi lui thì coi như là dạng như là có cái không khí mát mẻ. Thì em nghĩ là cái đó là coi như là cũng chỉ là một cái sự coi như là quan tâm đến thầy. Phật tử thì cũng chỉ biết là bây giờ mang cây đến trồng thôi, chứ còn đưa cái này cái kia thì thầy đâu có nhận, thầy đâu phải là cúng dường như người ta đâu, đâu phải nhận cúng dường đâu mà lấy cái cây cối thì bất đắc dĩ thì thầy không lấy thì thầy cũng chả nghĩ thì cũng chả liên quan gì, cây cối nó cũng đâu có liên quan đến kinh tế mà thầy từ chối được đó, chứ cũng chỉ là cái bóng mát cây thôi. Ai đến đó coi như là người nhà thầy thì cũng được hưởng cái bóng mát đó. Trồng lâu năm thì cũng cái tán cây nó xòe ra thì coi như là có cái bóng mát thôi. Thì coi như là cái lời đóng góp ý kiến của quý vị này thì khả năng nó cũng hơi nặng nề ha cả nhà. Có cái người mà ta mang cái cây bồ đề đến á, người ta cũng cảm thấy người ta buồn. Nếu mà người ta nghe được cái đóng góp ý kiến này, người ta cũng coi như đem cả cái tấm lòng coi như gửi đến cúng vườn cho, giống như là cho, không phải cho gia đình nhà thầy mà cái kiểu là gửi đến thầy đó.
cái tâm, cái tấm lòng. Chứ còn thật ra mà nói thì người ta cũng chả có ý gì à, để mà phá hoại đất đai nhà tài thì cũng chả cả, cũng chả phải là phá hoại gì cả. Nên quý vị suy nghĩ nó cũng hơi là hơi sâu nặng quá, thì đâm ra quý vị à, dùng những cái lời lẽ là nó hơi nặng này. Chứ còn theo như em thì à, em cũng đã từng nói rồi, thì khả năng là tôi thì mọi người cũng nhìn thấy là người này mang cây này rồi thì người kia có thể là mang cây khác đó. Chứ còn chúng ta cũng không thể nào mà cứ ngày cứ một người đem cây bồ đề rồi hai người rồi ba người rồi mai mốt tới 10 người sao, thì đất đâu mà trồng, chả lẽ trồng bồ đề hết hay sao đó. Thì coi như là một hai cây thì cũng coi như là cũng được đi, thì hai cây thì nó hai nơi mà cái vườn đất nhà thầy nó cũng rộng, ao chuông nó cũng rộng đó. Thì coi như là đến đây tôi cũng mong nhiều nhiều Phật tử là coi như là xem được những cái video đó thì là dừng lại, có thể là đem những cái cây cối khác đem lại những cái nguồn thu nhập như là trái cây hay là như, nói chung là trái cây là tốt nhất. Thì quý vị có thể là thay đổi những cái cây khác đi và phát tâm thì có thể là nhìn thấy là đã, mấy cây bồ đề như vậy là đã đủ rồi ha. Thì cũng mong là những cái quý vị sắp tới đây mà có những cái ý mà mang ý định mang cúng vườn những cái cây cối cây bồ đề tiếp theo mang vào để trồng trên đất nhà thầy, thì em cũng nghĩ rằng là quý vị nếu mà nghe được những cái chia sẻ của em thì quý vị có thể nghiên cứu lại và sẽ tìm hiểu một cái cây khác có ích có lợi hơn quý vị trồng ha. Thì còn có những cái ý kiến là có người thì cho rằng là trồng cây bồ đề ở đó nhiều thì đem lại cho những cái gọi là những cái vong hay là những cái cô hồn gì đó là người ta đến đó người ta ở ha. Thì theo như những cái ý kiến đóng góp của những cái khán giả đó thì cũng đúng, thì cũng có những cái phần đúng trong đó về cái tâm linh, thì cũng khả năng là cũng có những cái chuyện đó, chứ làm sao mà tránh khỏi được, đúng quý vị. Thực tự là cây bồ đề là có những cái vấn đề đó là có xảy ra, bây giờ thì chưa có nhưng mà sau này, tại vì cái cây nó bự lên thì sau này thì nó sẽ nhiều cái vấn đề khác, nó tâm linh nó xảy ra, làm sao mà mình theo dõi được mà mình biết, mình là người trần thì làm sao mà mình biết được. Nhưng mà theo như em thì em nghĩ là sẽ có, nhiều ít thì sẽ có, sau này cây nó tán ra là nó sẽ có. Thầy thì thầy không có sợ đâu, nói chung là thầy chả sợ, thầy ngủ cái trăng cái địa thầy cũng chả sợ, ba cái vong hồn với tâm linh này cái nọ đâu có ăn nhầm gì với thầy ha. Thì cái ý kiến đó thì em cũng coi như em cũng cảm thấy là cũng có cái hợp lý, thì coi như là tạm thời thì là cái đó thì mình ghi nhận là cho là cũng có thể. Thì sắp tới đây thì nói chung là em cũng chỉ biết là em cũng chỉ nghĩ là các Phật tử là ai cũng đều gọi là lo cho, gọi là cũng quan tâm về gia đình của thầy và cũng như là thầy thôi. Chứ còn thật ra mà nói thì cũng chả có ai là cái người mà có gọi là này cái nọ về gia đình của thầy, chẳng qua là quan tâm quá thì đâm ra mọi chuyện là nó với thế này thế kia thôi, có mỗi người một ý mỗi người một ý kiến. Thì cũng có những cái ý kiến là coi như quý vị khán giả vừa lòng và coi như đồng lòng, nhưng mà cũng có những cái ý kiến thì quý vị khán giả cảm thấy là cái này thì tôi thấy có cái gì đâu, trồng có thể 5 cây 10 cây cũng được mà nhưng mà có những cái ý kiến đóng góp của mỗi người một ý thì gom lại và nghiên cứu lại, thì coi như em cũng thấy là có những cái cũng thấy hợp lệ cả nhà. Thì cái vấn đề mà cái đóng góp là kêu là nói là tôi nếu mà nói phá hoài thì cũng không phải, tại vì trồng trên đất thì coi như là nó không lời cái này thì nó cũng lời cái khác, nó không đem lại cái trái cây thì nó cũng đem lại bóng mát, đúng cả nhà. Thì cái đó là cũng là nó cũng là cái lợi, bóng mát nó cũng quan trọng đúng cả nhà. Thì tôi thì coi như là cũng em cũng mong khán giả là có nhiều cái đóng góp là coi như tế nhị hơn chút, và cũng coi như là cũng không nên xúc phạm những cái người mà
có cái tấm lòng là đem những cái cây cối bóng mát đến coi như trồng ở bên trên đất của thầy, coi như là cái lòng tấm lòng của người ta thôi, chứ người ta cũng chả có một cái ý đồ gì phá hoại đất đai nhà nhà thầy đâu. Em cũng mong rằng là quý vị khán giả quan này và coi như là có thể dùng những cái lời lẽ là coi như là có thể là tốt hơn ha, chứ nó hơi nặng thì cũng những cái người Phật tử mà mang cái cây đến trồng nhà thầy ấy, khả năng là người ta nghe thấy người ta cũng buồn lắm cả nhà, người ta cũng chả có lợi nhuận gì cho bản thân người ta đâu, tất cả là coi như là vì yêu mến thầy và tôn trọng thầy ha, cũng như là tôn trọng gia đình, cho nên người ta mới đem cái tấm lòng của người ta thể hiện là đem cái cây đến trồng, đem bóng mát cho cái vườn cây nhà thầy thôi ha. Thì cũng mong rằng tới đây là cũng nhiều khán giả xem được cái video của em, thì cũng hy vọng rằng quý vị khán giả chia sẻ video của em để cho nhiều người biết đến, để cho nhiều người có thể biết được là cái ý kiến của em và có cái ý định mang cây bồ đề tiếp theo đến trồng, thì có thể là thay một cái vị trí, một cái cây ăn trái khác mang đến trồng làm kỷ niệm trong vườn nhà thầy ha. Em cũng mong rằng mọi người sẽ nhận được những cái ý kiến của em ha. Thì qua video này em cũng coi như là xin quý vị khán giả có những cái bình luận về những cái đóng góp của những cái khán giả theo về những cái ý kiến trên, thì em mong muốn quý vị đóng góp cho em là những cái lời nói như thế nào để cho hợp tình hợp lý ha, để em làm video kế tiếp. Thì coi như mọi sự là em sẽ chờ và những cái ý kiến của quý vị. Em xin chân thành cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào trong những cái video kế tiếp ha. Em sẽ đăng video trong những cái video mới nhất và coi những cái ý kiến coi như là nóng nhất để cho quý vị nghe. Coi như quý vị khán giả nhớ cho em xin một cái like cũng như một cái đăng ký và một chia sẻ ha. Mọi đóng góp ý kiến quý vị để ở bên dưới em sẽ ghi nhận. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại quý vị. Em sẽ làm những cái video kế tiếp hay hơn và coi như là sẽ được nhiều người muốn nghe hơn ha. Xin chào quý vị.